Tôi tiếp nhận công tác của Đức Chúa Trời Toàn Năng thời kỳ sau rốt hơn một tháng trước. Một sư và các trưởng lão vẫn không ngừng làm phiền tôi. Còn lôi cả ba mẹ tôi ra để ngăn cản tôi nữa. Tôi cảm thấy có chút yếu đuối ở trong lòng. Và không biết phải vượt qua chuyện này như thế nào hết. À, phải rồi anh Trương. Tôi nghe nói anh từng có trải nghiệm tương tự với một mục sư. Ngay sau khi anh tiếp nhận giai đoạn công tác này của Đức Chúa Trời, anh vượt qua chuyện đó như thế nào? Ừ. Những lời của Đức Chúa Trời đã hướng dẫn tôi từng bước từng bước một. Năm 2005, không lâu sau khi tiếp nhận công tác của Đức Chúa Trời Toàn Năng thời kỳ sau rốt, tôi chia sẻ phúc âm với một người anh em ở hội thánh cũ. Rồi một chiều đó, một sư lý và đồng sự Dương đã đến nhà tôi. Tim tôi đập thình thịch tự hỏi, họ đến có việc gì ta? Họ có biết mình đã tiếp nhận Đức Chúa Trời Toàn Năng không? Khi các thành viên khác của hội thánh tiếp nhận Đức Chúa Trời Toàn Năng, nhóm người của một sư đã tung tin đồn, ham dọa và lo gia đình họ ra để chống đối đức tin của họ. Không biết là họ định dùng thủ đoạn gì để đối phó mình đây? ngay sau đó con trai và con gái của tôi đều xuất hiện tôi cảm thấy rất bối rối tụi nó đã nói với tôi cả hai đứa đều bận rộn lắm mà sao hôm nay cả hai lại cùng tới đây có phải một xử lý sắp xếp chuyện đó hay không tôi nhận ra rằng họ đã chuẩn bị trước chuyện này tôi lập tức cầu nguyện với đức chúa trời lại đức chúa trời con không biết họ định dùng cách gì để sách nhiễu con vóc dáng của con quá nhỏ không biết phải đối mặt thế nào. Xin Đức Chúa Trời hãy hướng dẫn con và giúp con đứng vững trên con đường thật. Amen. Sau khi cầu nguyện, tôi cảm thấy bình tĩnh hơn. Sau đó, một sư lý cười và nói, Anh Trương à, tôi nghe nói giờ anh đã tiếp nhận thi chấp phương đông. Có phải thật vậy không? Dù thi chấp phương đông có bao nhiêu lẽ thật chúng ta cũng không được tiếp nhận đó. Chúng ta đều tin vào Chúa nhiều năm, và cũng đã rao giảng vì Ngài. Ta đều biết Đức Chúa giê -xu đã bị đóng đinh và trở thành của lễ chuộc tội để cứu chuộc ta khỏi tội lỗi. Chúng ta phải luôn luôn gìn giữ thanh danh của Chúa và con đường của Chúa, không được tin vào một Đức Chúa Trời nào khác. Nếu anh rời xa Đức Chúa giê -xu, tin vào Đức Chúa Trời toàn năng thì chẳng phải là phản bộ Chúa sao? Tôi vẫn bình tĩnh và điềm nhiên nói. Một sư lý chúng ta phải khách quan và dựa trên thực tế nó có sách mạch có chứng chứ không được lên án một cách tùy tiện phải phải anh chưa tìm hiểu con đường của thi chấp phương đông hay đọc những lời của đức chúa trời toàn năng sao anh có thể kết luận rằng tôi tiếp nhận thi chấp phương đông nghĩa là đang phản bội chúa anh có biết lẽ thật đến từ đâu không anh có biết ai bày tỏ lẽ thật không đức chúa giê phán ta là đường đi lẽ thật và sự sống đức chúa trời là căn nguyên của lẽ thật Sao anh có thể nói, dù thi chấp Vương Đông có bao nhiêu lẽ thật, ta cũng không được tiếp nhận. Không phải là cố ý chống đối lẽ thật, chống đối Đức Chúa Trời sao? Phải đó, phải. vậy chúng ta có được coi là người tin vào Chúa không? Rồi tôi nói với họ rằng, dạo này tôi đã đọc rất nhiều lời của Đức Chúa Trời Toàn Năng. Tôi thấy, lời của Đức Chúa Trời Toàn Năng đều là lẽ thật. Chúng tỏ lộ nhiều lẽ thật và lẽ nhiệm màu. Toàn bộ những khó khăn của tôi trong nhiều năm đức tin đều đã được giải quyết hết qua lời của Đức Chúa Trời Toàn Năng tôi tin chắc rằng đức chúa trời toàn năng chính là sự tái lâm của đức chúa giêsu đi theo đức chúa trời toàn năng chính là ngân tiếp sự tái lâm của chúa à vậy anh nói rằng tin vào đức chúa trời toàn năng là phản bội đức chúa giêsu như vậy có hợp với lẽ thật không khi đức chúa giêsu đến để công tác nhiều người đã rời bỏ đền thờ để theo đức chúa giêsu vậy có nghĩa là họ phản bội va đức chúa trời hay sao đâu có không, không hề. hề dù công tác cứu chuộc của đức chúa giêsu khác biệt so với công tác ban hành luật pháp của Jehovah Đức Chúa Trời. Và danh Đức Chúa Trời cũng thay đổi, nhưng Đức Chúa Jesus và Đức Jehovah là một Đức Chúa Trời duy nhất. Tin vào Đức Chúa Jesus không có nghĩa là phản bội Jehovah Đức Chúa Trời, mà là đi theo bước chân chiên con và đạt được sự cứu rỗi của Đức Chúa Trời. Chính xác. Thực tế, những ai tin vào Jehovah Đức Chúa Trời nhưng không tiếp nhận Đức Chúa Jesus là những người từ bỏ Đức Chúa Trời và phản bội Ngài. Đúng đúng gì? đó Tôi nói tiếp với bọn họ rằng Công tác của Đức Chúa Trời toàn năng khác với công tác của Đức Chúa Giêsu và danh của Đức Chúa Trời đã thay đổi. Nhưng cả Đức Chúa Trời toàn năng và Đức Chúa Giêsu đều là một Đức Chúa Trời. Đức Chúa Trời thực hiện công tác khác nhau ở những thời đại khác nhau. Ừ. Vào thời đại ân điển, Đức Chúa Giêsu đã thực hiện công tác cứu chuộc chỉ để tha thứ cho tội lỗi của chúng ta. Ngài không giải quyết bản tính tội lỗi của nhân loại. Cho nên Đức Chúa Giêsu đã hứa rằng Ngài sẽ tái lâm để thực hiện công tác phán xét thời kỳ sau rốt đức chúa trời toàn năng đã đến trên nền móng công tác cứu chuộc trước đây chúa đã thực hiện bày tỏ lẽ thật để phán xét tất cả chúng ta để giải quyết tâm tính sa tăng và bản tính tội lỗi của chúng ta hoàn toàn cứu ta khỏi tội lỗi để ta có thể được đức chúa trời thu phục công tác và lời của đức chúa trời toàn năng hoàn toàn ứng nghiệm những lời tiên tri của đức chúa giêsu amen tin vào đức chúa trời toàn năng không phải là phản bội đức chúa giêsu mà là ta đang đi theo bước chân của chiên con nếu tin vào Đức Chúa Giêsu mà không tiếp nhận công tác của Đức Chúa Trời toàn năng vào thời kỳ sau rốt, thì không phải chúng ta cũng giống những người Pha-ri-si chỉ tin vào Jehovah Đức Chúa Trời mà bác bỏ Đức Chúa Giêsu hay sao? Đó là những người đã chống đối Chúa và phản bội đại Chúa. Đúng, đúng vậy. rồi tôi khuyên họ rằng các anh nên tìm hiểu kỹ công tác của Đức Chúa Trời toàn năng vào thời kỳ sau rốt, tự mình xem có phải lời ngài chính là tiếng Đức Chúa Trời không. Đừng tùy tiện phán xét và lên án Nếu không các anh có thể bị lên án Vì chống đối chúa đó Đúng vậy Anh nói với bọn họ rõ ràng vậy rồi Sau đó thì họ đã phản ứng thế nào Tôi cũng thắc mắc Một sư lý nhìn có vẻ vô cùng khó chịu Nên đồng sự Dương dội vàng xoa dịu tình hình Chúng tôi chống đối tia chớp phương đông Không muốn các anh chị em dính dáng đến nó Là để bảo vệ hội thánh chăm sóc bầy chiên Sao chúa có thể lên án chúng tôi được chứ Một sư lý cảm thấy cần có trách nhiệm với sự sống của anh. Anh ấy không muốn anh chọn sai được. Dù gì anh cũng là một đồng sự và đã vì hội thánh làm rất nhiều việc mà các anh chị em đều tôn trọng anh và tin tưởng anh. Anh coi nếu anh rời bỏ hội thánh đi tin vào đức chúa trời toàn năng thì các anh chị em sẽ rất thất vọng. Một sư lý dội giả hù vào nói tiếp. Đồng sự dương nói rất chính xác anh đã làm việc chăm chỉ bao nhiêu năm qua. Sẽ rất đáng tiếc nếu anh từ bỏ danh tiếng và địa vị mà anh đã dày công tạo dựng trong hội thánh. Quay lại với chúng tôi đi, các anh chị em vẫn đang chờ anh đó. Hội thánh của chúng ta đã xây dựng một viện dưỡng lão. Đã liên hệ với các nhóm tôn giáo hải ngoại, họ sẽ hỗ trợ tài chính cho ta. Nếu anh quay lại, chúng tôi sẽ lập tức cấp xe hơi cho anh. Anh muốn quản lý việc dưỡng lão hay là quản lý hội thánh? hay anh muốn tiếp tục quản lý tài chính của hội thánh đều tùy ý anh hết. Càng nghe họ nói, tôi càng thấy chuyện này thật sai trái. Sao người tin Đức Chúa Trời lại có thể nói như vậy chứ? Tôi chợt nhớ đến trong kinh thánh có nói về sự cám dỗ của ma quỷ đối với Đức Chúa Giêsu. Ma quỷ lại đem Ngài lên trên núi rất cao, chỉ cho Ngài các nước thế gian cùng với sự vinh hiển của các nước ấy. Mà nói rằng, Ví bằng ngươi sắp mình trước mặt ta mà thờ lạy thì ta sẽ cho ngươi hết thảy mọi sự này. Chẳng phải toàn bộ những điều họ đang nói đều gợi lên cùng một cảm giác, có cùng một trọng điệu với những gì Satan đã nói hay sao? Tôi nghĩ đây là âm mưu của Satan. Ừ, phải đó. Họ đang dùng danh vọng, địa vị và tiền tài để nhử tôi đi xa khỏi con đường thật và phản bội Đức Chúa Trời toàn năng. Họ đang cố gài bẫy để hại tôi. Phải đó. Tôi đã là tín hữu hơn 10 năm, may mắn được nên tiếp chúa tái lâm tôi biết tôi không thể bị sa tăng đưa vào chồng và phản bội chúa nên tôi đã nói với họ bây giờ tôi đã nghe thấy tiếng đức chúa trời tìm ra con đường của sự sống đời đời tôi chọn đi theo đức chúa trời các anh có nói gì cũng vô ích tôi sẽ không rời bỏ đức chúa trời toàn năng hay lắm nói hay lắm rồi sau đó con gái tôi bắt đầu khóc và nói bà hãy nghe con khuyên một lời thôi Mẹ vừa mới qua đời, tụi con đã chịu đủ đau khổ rồi. Nếu ba tin vào thi chấp phương đông và bị khai trừ khỏi hội thánh, thì các anh chị em cũng sẽ tránh xa tụi con đó. Nhìn thấy con gái cứ khóc lóc như vậy, trong lòng tôi cảm thấy rất khó chịu. Một cuộc đấu tranh dữ dội dấy lên trong lòng tôi. Nếu tôi đồng ý quay lại với hội thánh, thì tôi sẽ không bị hát hủi và giữ được địa vị của mình. Nhưng làm vậy chính là Đóng cánh cửa dẫn đến Chúa Vậy sẽ là tội phản bội nghiêm trọng Phải Không có lựa chọn nào là dễ dàng hết Giữa lúc đau đớn Tôi đã âm thầm gian sinh Đức Chúa Trời Là Đức Chúa Trời toàn năng Con đang tiến thoái lưỡng nan Xin hãy cho con đức tin và sức mạnh Để con tránh bị nhiễu loạn Để con giữ vững đập trường Và có thể kiên quyết đi theo Ngài Amen à những lời của Đức Chúa Trời Toàn Năng mà tôi đã đọc mấy ngày trước xuất hiện trong đầu tôi. Các ngươi hãy luôn thức canh trong đời, cầu nguyện trước ta nhiều hơn. Phải biết được đủ loại âm mưu quỷ kế của sa tăng Phải biết các thần, biết con người, biết phân biệt mọi loại người, sự việc và sự vật. Amen. Những lời của Đức Chúa Trời cho tôi sức mạnh và cảnh báo rằng tôi cần phải tập cách phân biệt. Phải. Phải. Những mưu mô của sa tăng ẩn sau những điều mà tôi phải đối mặt ngày hôm đó sa tăng dùng địa chỉ và quan hệ gia đình để cố dụ dỗ và tấn công tôi quấy rầy tâm trí tôi nhằm mục đích làm tôi phản bội đức chúa trời được đúng phải đó tôi không thể rơi vào cái bẫy của sa tăng được tôi bèn nói với các con rằng ba đã tìm hiểu và mọi chuyện đã rõ ràng rồi đức chúa trời toàn năng chính là đức chúa trời thật những lời và công tác của ngài chính là con đường thật chúng ta đã mong mỏi sự tái lâm của chúa bao năm nay bây giờ Ngài đã quay lại, bày tỏ lẽ thật cho công tác phán xét của Ngài. Chúng ta phải theo kịp công tác của Ngài, tiếp nhận sự phán xét và làm tinh sạch của Đức Chúa trời để có thể thoát khỏi đại hòa và bước vào vương quốc của Ngài. Phải. Bị người khác loại bỏ thì cũng đừng sợ, mà các con hãy sợ bị Chúa loại bỏ, bị lỡ mất cơ hội được cất lên, rồi chúng ta sẽ phải khóc lóc và nghiến răng trong đại hòa đó. Phải đó. Tôi tiếp tục nói với chúng rằng các con nên xem những lời của Đức Chúa trời toàn năng các con sẽ nghe thấy tiếng Đức Chúa Trời ở trong đó. Rồi có thể xác định Đức Chúa Trời toàn năng chính là Đấng Christ vào thời kỳ sau rốt. Phải đó, phải. Các con của tôi đã thôi không làm ầm ĩ vấn đề này nữa. Tạ, Tạ ơn Đức, Đức Chúa Trời. Và tôi thầm cảm ơn sự dẫn dắt của Đức Chúa Trời. Amen. Thật Ủa, còn đám người có một sư lý thì sao? Họ thấy không thể làm tôi lay chuyển, nên đã tức giận bỏ đi. Tạ, Tạ, ơn, Đức Tạ, Tạ, Đức Tạ, Tạ ơn Đức Chúa Trời. Tạ ơn Đức Chúa Trời. Vài ngày sau đó, họ đã trở lại để cám dỗ tôi bằng một vụ mai mối đầy hứa hẹn một sư lý nói hiện tại anh vừa mới mất vợ con gái thì đã kết hôn con trai thì không ở bên cạnh nhiều được ở một mình chắc chắn sẽ rất khó khăn với anh nên có ai đó ở bên để lo chuyện cơm nước anh coi chị dương ở hội thánh của chúng ta cũng đang độc thân đó chị ấy gia cảnh không tệ có nhiều người thích rất nhiệt thành với đức tin của mình nếu hai người có thể đến với nhau, ở cùng với nhau, cùng nhau phụng sự Chúa, chẳng phải sẽ rất tuyệt vời sao? Ngày tối hôm đó, chị Dương đã gọi điện thoại cho tôi và chị cố thuyết phục tôi đừng tin vào thi chớp phương Đông nữa. Chị còn nói khi tôi làm đám cưới cho con trai nếu thiếu bao nhiêu tiền chỉ cần nói một lời. Nghe nói như vậy khiến tôi cảm thấy vô cùng khó xử khi vợ tôi bị bệnh và nằm liệt giường con gái tôi khi đi mua thuốc cho bà ấy bị tai nạn xe nên phải nhập viện chị dương đã đến chăm sóc cho cả vợ và con gái tôi trong suốt thời gian đó trong lòng tôi luôn rất biết ơn chị ấy liệu tôi có làm tổn thương chị dương nếu không nghe theo lời khuyên của chị ấy không nhưng nếu để bảo vệ mối quan hệ của chúng tôi mà nghe theo chị ấy thì tôi sẽ phản bội chúa tôi thực sự rất rối trí nên đã liên tục cầu nguyện với Đức Chúa Trời. Tôi đấu tranh với suy nghĩ đó, rồi tế nhị từ chối chị ấy. Tạ ơn Đức Chúa Trời. Vậy sau đó, mục sư và các đồng sự đã để yên cho anh đúng không? Họ không hề để yên cho tôi. Họ còn dùng những thủ đoạn rất nham hiểm khác. Một ngày nọ, mục sư Lý đến tìm tôi. Trong khi tôi làm việc trên đồng, anh ta nói. Anh Trương à, nếu không vì bản thân anh, thì hãy nghĩ cho con cái của anh con trai anh chỉ vừa mới đính hôn toàn bộ gia đình nhà gái đều tin chúa nếu họ phát hiện anh tin vào đức chúa trời toàn năng liệu họ có còn gả con bé vào nhà anh không tới lúc đó hôn sự của con trai anh chẳng phải bất thành sao anh nên suy nghĩ thật kỹ đi nghe anh ta nói xong tôi chợt nghĩ rằng anh dùng đám cưới con trai tôi đe dọa tôi nhằm mục đích kéo tôi ra khỏi con đường thật không phải quá hèn hạ sao đúng vậy tôi đã nói thẳng với anh ta rằng Đức tin vào Đức Chúa Trời Toàn Năng đó hoàn toàn là chuyện riêng của tôi không có bất cứ liên quan gì đến hôn sự của con trai tôi Phải Đúng đó vậy. Hơn nữa, việc hôn sự của nó có thành hay không nằm trong tay Đức Chúa Trời Tôi xác định Đức Chúa Trời Toàn Năng chính là Đức Chúa Giêsu Tái Lâm và tôi sẽ theo Ngài cho đến cùng Giờ con tôi không hiểu nhưng đến một ngày nhất định chúng sẽ hiểu Lúc bắt đầu, Tôi còn tưởng một sư lý chỉ nói vậy để hù dọa tôi thôi. Nhưng thật không ngờ, anh ta thực sự dùng hôn sự của con trai tôi để khiến tôi phải phản bội Đức Chúa Trời toàn năng. Ông ta làm vậy thật đó. Vài ngày sau đó, tôi tới xưởng hàng của con trai tôi. Nó cau mày buồn bã nói với tôi. Bà, vợ chưa cưới của con nói, một sư lý đã đến nhà cô ấy. Nói với họ là bà tin vào thi chấp phương đông. Cô ấy nói với con, nếu bà nhất quyết không chịu từ bỏ thì cô ấy sẽ không cưới con nữa." Nghe con trai nói xong, tôi đã rất hoảng hốt, vô cùng tức giận. Một sư lý thực sự dùng hôn sự của con trai tôi để đe dọa tôi, một người tin vào Chúa như ông ta, sao có thể làm chuyện hèn hạ như vậy chứ? Tôi nhìn thấy con trai mình chán nản như vậy, trong lòng tôi cảm thấy rất buồn. Chỉ còn 18 ngày nữa, là đến ngày cưới của hai đứa nó không lẽ hôn lễ sẽ phải bị quỷ bỏ thật sao nước mắt tôi bất chợt chảy ra đầm đìa thằng bé lại nói tiếp bà cô ấy còn nói là đối với hôn lễ này cô ấy đưa ra ba điều kiện đầu tiên phải cắt đứt quan hệ cha con của chúng ta thứ hai không được chăm sóc cha khi già Thứ ba, cắt đứt toàn bộ quan hệ gia đình. Mẹ con thì đã mất rồi. Xin ba vì gia đình chúng ta, đừng tin vào thi chấp phương đông nữa. Nghe những lời của con trai, thấy gương mặt đầy đau khổ của nó khiến tim tôi đau như bị giao cứa. Chỉ vì tôi tin vào Đức Chúa Trời Toàn Năng mà các mục sư tôn giáo này đã đối xử với tôi như kẻ thù. Ép con trai tôi cắt đứt quan hệ cha con với tôi thật đúng là quá ghê tởm đúng vậy đó tôi nói với con trai con à bây giờ con đã trưởng thành rồi không cần ba chăm sóc nữa ba già rồi nên chỉ muốn thực hành đức tin của mình muốn đi theo đức chúa trời suốt quãng đời còn lại ba mong con hiểu cho ba nói xong những lời này tôi quay đi và rời khỏi xưởng về tới nhà tôi bèn cầu nguyện trước đức chúa trời đức chúa trời toàn năng các mục sư tôn giáo này đang dùng mọi cách có thể để quấy rầy con ép buộc con con trai con sẽ cắt đứt quan hệ với con lúc này con cảm thấy thật yếu đuối xin ngài hãy hướng dẫn con và cho con thêm đức tin ừ. à, à. Hôm sau, anh Năm từ hội thánh Đức Chúa Trời Toàn Năng đã đến nhà của tôi. Tôi đã kể với anh ấy những chuyện đang xảy ra. Anh ấy đọc cho tôi nghe một đoạn trong lời của Đức Chúa Trời Toàn Năng. Đức Chúa Trời Toàn Năng phán. Trong mỗi bước công tác mà Đức Chúa Trời thực hiện bên trong con người, bên ngoài thì dường như là những tương tác giữa con người với nhau. Như thể được sinh ra từ sự sắp đặt hoặc từ sự can thiệp của con người nhưng ẩn ở phía sau mỗi bước công tác và mọi thứ xảy ra là một cuộc đánh cược do sa tăng đặt ra trước đức chúa trời đòi hỏi mọi người phải đứng vững trong chứng ngôn của mình với ngài lấy ví dụ khi job bị thử luyện ở phía sau sa tăng đang đặt cược với đức chúa trời và điều đã xảy ra với job là những việc làm của con người và sự can thiệp của con người đằng sau mọi bước công tác mà đức chúa trời thực hiện trong các ngươi là cuộc đánh cược của sa tăng với Đức Chúa Trời. Đằng sau đó, tất cả là một trận chiến. Tất cả mọi chuyện con người làm đều yêu cầu họ phải trả một cái giá nhất định trong những nỗ lực của mình, không có gian khó thực sự, họ không thể làm Đức Chúa Trời hài lòng, thậm chí không đến gần với việc làm ngài hài lòng và họ chỉ đang phun ra những khẩu hiệu trống rỗng. Amen. 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 Anh Lâm dùng ngữ cảnh những lời này của Đức Chúa trời để thông công về trận chiến thuộc đinh và giúp tôi hiểu ra. Khi chúng ta bị cản trở quấy rầy và ép buộc bởi các mục sư tôn giáo, có vẻ là do bàn tay con người, nhưng thực ra là Satan đang cố phá hoại chúng ta. Ừ, phải đó. Đức Chúa trời đang công tác ở đâu, Satan cũng tới đó để quấy rầy. Satan căm ghét công tác cứu rỗi nhân loại của Đức Chúa trời, nên hắn dùng mọi ngu ma, chứa quỷ để không cho mọi người đi theo Đức Chúa trời. Mục đích của hắn đã đưa mọi người xuống địa ngục cùng hắn Đúng vậy Mục sư Lý và những người khác Đã lôi kéo tôi khỏi con đường thật Quấy rầy tôi hết lần này đến lần khác Nói rằng họ sẽ cấp xe hơi cho tôi Để tôi quản lý tài chính của hội thánh Hay của diện dưỡng lão Họ còn đề nghị mai mối vợ cho tôi Khi những thủ đoạn đó không hiệu quả Họ dùng hôn sự của con trai tôi để đe dọa tôi Thật nham hiểm và độc ác Khi họ dùng cả cây gậy và cà rốt Đúng, Đúng vậy. vậy đó Anh Lâm đã chia sẻ thêm thông công này. Vào lúc Đức Chúa Giêsu -xu xuất hiện và công tác, những lãnh đạo của Do Thái giáo căm ghét lẽ thật và căm ghét Đức Chúa Trời. Họ biết rõ rằng con đường của Đức Chúa Giêsu rất có thẩm quyền, nhưng họ không những từ chối tìm hiểu nó, mà còn điên cuồng chống đối, lên án và bán bổ Ngài. Họ làm mọi thứ có thể để ngăn mọi người đi theo Ngài, và đã góp phần vào việc đóng đinh Ngài trên thập giá. Họ làm điều này bởi vì sợ rằng nếu mọi người đi theo Đức Chúa Giêsu thì địa vị của họ và sinh kế của họ đều mất hết. Đúng vậy. Ừ. Phải. Giống như những gì được viết trong Kinh Thánh, các thầy tế lễ cả và người pha ri -si nhóm tòa công luận bàn rằng, người này làm phép lạ nhiều lắm, chúng ta tính thế nào? Nếu chúng ta để cho người làm, thì thiên hạ tin người. Rồi dân Roma sẽ đến việc nơi này và cả nước chúng ta nữa. Từ ngày đó, chúng đã lập mưu để giết chết Ngài thời kỳ sau rốt đức chúa trời đã đến thực hiện công tác phán xét hầu làm tinh sạch và cứu rỗi nhân loại các mục sư và trưởng đạo tôn giáo biết rằng những lời của đức chúa trời toàn năng chính là lẽ thật nhưng mà họ không tìm kiếm hay tìm hiểu chúng thậm chí còn điên cuồng chống đối lên án ngài và ngăn người khác đi theo ngài thực chất của họ so với những người Pha-ri-si chống đối đức chúa giêsu có gì khác biệt đâu không khác gì hết không khác gì hết đức chúa giêsu đã lên án và nguyền rủa những kẻ đạo đức giả đó từ lâu rồi Đức Chúa giê -xu phán, Khốn cho các ngươi, thầy thông giáo và những người pha-ri-si là những kẻ giả hình, vì các ngươi đóng nước thiên đàng trước mặt người ta. Các ngươi không vào đó bao giờ, mà có ai muốn vào thì lại ngăn trở. Khốn cho các ngươi, thầy thông giáo và những người pha-ri-si là những kẻ giả hình, vì các ngươi đi khắp dưới nước và trên bộ, để khuyên một người vào đạo mình, và khi đã khuyên được rồi, thì các ngươi làm cho họ trở nên người địa ngục gấp hai các ngươi. Amen. Những lời của Đức Chúa Trời Toàn Năng còn phơi bày thực chất và nguyên nhân chống đối Đức Chúa Trời của các lãnh đạo tôn giáo. Hãy cùng nhau đọc chúng nha. Được. Đức Chúa Trời Toàn Năng phán Có những, những người đọc Kinh Thánh trong những hội thánh lớn và nghêu ngao nó suốt cả ngày nhưng không ai trong số họ hiểu được, được mục đích công tác của đức chúa trời không ai trong số họ có thể biết đức chúa trời càng không ai trong số họ có thể phù hợp với ý muốn của đức chúa trời họ đều là những người vô giá trị hèn hạ từng người một đứng trên cao để dạy bảo đức chúa trời họ cố ý chống đối đức chúa trời ngay cả khi họ mang cờ xí của ngài trong khi họ tuyên xưng đức tin ở nơi đức chúa trời họ vẫn ăn thịt và uống huyết của con người tất cả những kẻ như thế là những con quỷ nuốt linh hồn của con người những con quỷ phương cố tình cản đường những ai đang cố gắng bước trên con đường đúng và là những chướng ngại vật cản trở những ai tìm kiếm đức chúa trời họ có thể ra vẻ có thể chất tốt nhưng làm sao những người đi theo họ biết rằng họ không ai khác hơn là những kẻ địch lại đấng chris là những người dẫn dắt con người chống lại đức chúa trời làm sao những người đi theo họ biết rằng họ là những con quỷ sống hết mình trong việc nuốt những linh hồn của con người Amen. Amen. Đọc những lời của Đức Chúa Trời, tôi đã hiểu hơn về bản tính ma quỷ căm ghét đã thật và chống đối Đức Chúa Trời của các lãnh đạo tôn giáo. Họ điên cuồng chống đối và lên án Đức Chúa Trời toàn năng, quấy rầy các anh chị em làm chứng cho công tác của Đức Chúa Trời vào thời kỳ sau rốt, vì họ muốn duy trì quyền được đền con chiên của Ngài mãi mãi. Họ muốn kiểm soát con chiên của Đức Chúa Trời thật chặt, muốn con chiên của Đức Chúa Trời thuộc về họ. Họ ngăn cản các tín hữu bước vào chương quốc của Đức Chúa Trời vốn là điều mà chính họ không làm được Họ sẽ phải đi xuống địa ngục Và họ định kéo những người khác xuống theo Họ thật sự là một lũ ma quỷ mà Ừ, đúng vậy Nếu tôi không đích thân nếm trải Sự ngăn cản hết sức của các mục sư tôn giáo đó Nếu không nhờ Đức Chúa Trời nhập thể xuất hiện Và công tác vào thời kỳ sau rốt dạch trần lũ đầy tớ tà ác Và những kẻ địch lại đứng truyết ẩn nắp trong các hội thánh thì tôi sẽ không bao giờ thấy được thực chất ba quỷ chống đối Đức Chúa Trời của họ. Tôi có thể đã bị họ dẫn đi sai đường và bị quỷ hoại mà không biết. Phải, đúng, đúng vậy. Giờ đây, tôi đã thấy được bộ mặt giả nhân giả nghĩa và kê tợm của các mục sư tôn giáo. Đức tin của tôi để đi theo Đức Chúa Trời toàn năng càng mạnh mẽ hơn. Amen. 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 Tại Đức Chúa Đức Trời. Trời. Sau đó, tôi tiếp tục chia sẻ phúc âm với các anh chị em từ hội thánh cũ. Một buổi sáng nọ, khi chúng tôi đang tụ họp mục sư lý và bè lũ của anh ta lại đến nhà tôi và nói chúng tôi đã năm lần bảy lượt bảo anh từ bỏ thi chớp phương đông anh không những không chịu nghe mà còn cướp con chiên của tôi đi và trao giảng thi chớp phương đông cho họ anh làm như vậy là thật sự muốn chống lại tôi đúng không tôi nói mục sư lý anh nói vậy là không đúng rồi hội thánh là của đức chúa trời bầy chiên cũng là của ngài anh chỉ là một mục sư sao anh có thể nói con chiên là của anh Chính xác Tôi đang chia sẻ phúc âm với các anh chị em Để họ có thể nghe tiếng Đức Chúa Trời Và trở về trước ngay ngày Đây là điều tốt và đúng đắn Sao các anh lại ngăn cản và cấm đoán như vậy Nói đúng lắm Mọi người đang cảm thấy yếu đuối và tiêu cực Họ khô héo và rơi vào bóng tối về mặt thuộc linh Họ không nhận được chút bồi dưỡng sự sống nào Đức Chúa Trời Toàn Năng đã phán những lời Cho chúng ta con đường của sự sống đời đời Sao anh không muốn mọi người Đọc những lời của Ngài chứ Sao anh lại tước đi quyền tự do tìm hiểu con đường thật của họ? Đúng đó, chính xác lắm. Nếu các anh ngăn cản họ tìm kiếm lẽ thật, chẳng phải các anh đang để họ chết khác và bỏ rơi họ trong giới tôn giáo sao? Các anh làm như vậy là một bày tôi tốt hay là một đầy tớ tà ác? Một đầy tớ tà ác. Đó là ác. một đầy tớ tà ác. Sau khi nghe tôi nói như vậy, một sư lý lập tức thay đổi sắc mặt và giận dữ hét lên mắng chửi tôi. Tôi thấy anh vô phương cứu chữa rồi. Nếu anh không chịu theo chúng tôi trong đức tin, chờ xem anh sẽ bị trừng phạt dưới địa ngục. Tôi nói, anh không có tư cách nói tôi sẽ xuống địa ngục hay không. Anh thậm chí còn không biết cách ngân tiếp Chúa hay nhận ra được tiếng của Ngài. Sao anh có thể dẫn người khác tới vương quốc của Ngài được? Đúng vậy. Chỉ có đứng Christ vào thời kỳ sau rốt mới là cổng vào thiên quốc. Tôi đã tìm thấy được con đường của sự sống đời đời thông qua Ngài. Đức Chúa Trời chịu trách nhiệm cho sự sống của tôi, chứ không phải anh. Đúng, Đúng vậy. là như vậy. Khi nghe tôi nói như vậy, đám người của một sư lý lần lượt chán nản bỏ đi hết. Tạ ơn Đức Chúa Trời. Tà, đất 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 đất. Kể từ đó trở đi, không còn ai quay lại làm phiền tôi nữa. Tôi đã phân biệt được những mưu chứa của sa tăng sau khi trải qua trận chiến thuộc linh này. Tôi cũng đã thấy rằng các mục sư trưởng lão trong giới tôn giáo chỉ là những người pha -si đạo đức giả. Họ là những kẻ địch lại đứng trích, trối bỏ và trong đó đấng Christ. Tôi đã hoàn toàn thoát khỏi sự trói buộc và kiểm soát của họ. Tạ, tạ ơn Đức Chúa Trời. Trời. Những lời của Đức Chúa Trời toàn năng đã từng bước dẫn dắt tôi chiến thắng trước Sa Tăng và đứng vững trên con đường thật. Tôi chân thành tạ ơn Đức Chúa Trời. Tạ, tạ ơn tạ Đức, Đức, Chúa Đức Chúa Trời. Trời. Về những chuyện mà tôi đã trải qua trong thời gian đó, mỗi sự việc xảy ra đều là một sự thử luyện quan trọng. Tôi đã bước bên trìa tranh giới sinh tử. Nếu không có sự dẫn dắt của Đức Chúa Trời, tôi không bao giờ có thể nhìn thấu những thủ đoạn của sa tăng phải đó nếu tôi làm theo xác thịt và đầu hàng sa tăng bước khỏi con đường đúng đắn thì sẽ là sự phản bội nghiêm trọng với đức chúa trời đúng đó tôi có thể đã xúc phạm tâm tính đức chúa trời và hoàn toàn mất đi cơ hội được cứu rỗi hoàn cảnh của tôi đúng là ngàn cân treo sợi tóc tôi rất biết ơn sự bảo vệ và cứu rỗi của đức chúa trời câu chuyện của anh đã giúp tôi phân biệt các mục sư và trưởng lão giờ tôi cũng đã biết cách đối mặt với các mục sư tôn giáo rồi tạ ừ. ơn đức chúa trời tạ, tạ ơn đức, đức chúa trời, trời.